Quý vị ông Bùi Mạnh Đồng, chủ hai tài khoản Facebook có tên là ăn cướp công an và Kiều Thanh, vào sáng ngày 27 tháng 9, bị tòa án nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ tuyên 2 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc là tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo cáo trạng của viện kiểm sát được các tờ báo trong nước trích đăng, thì trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 7 năm 2018, ông Bùi Mạnh Đồng dùng máy tính sách tay chèn chữ vào những hình ảnh và làm ra các bài viết bị cho có nội dung lời lẽ xuyên tạc, vu khống, làm xấu với mục đích bôi nhọ đảng Cộng sản, nhà nước Việt Nam hiện nay, xúc phạm các ông Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng và các cán bộ lãnh đạo khác của đảng Cộng sản, nhà nước. Như vậy, ông Bùi Mạnh Đồng là Facebooker thứ tư ở Cần Thơ trong vòng một tuần lễ bị xử tù với cùng tội danh liên quan đến an ninh quốc gia là Điều luật sửa đổi của Điều 258 Bộ luật hình sự năm 1999. Ông Bùi Mạnh Đồng bị bắt trước ngày 2 tháng 9 vừa qua cùng với ông Đoàn Khánh Vinh Quang về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng viễn thông. Hôm 22 tháng 9, Tòa án Nhân dân Quảng Cái Răng, Cần Thơ tuyên án hai người là Nguyễn Hồng Nguyên và Trương Đình Khang lần lượt 2 năm tù và 1 năm tù giam. Sau đó, ngày 24 tháng 9, ông Đoàn Khánh Vinh Quang cũng bị tuyên 2 năm 3 tháng tù giam. Reuters trong bản tin đánh đi từ Hà Nội vào ngày 27 tháng 9 cho biết, không thể tìm ra liên lạc với luật sư của ông Bùi Mạnh Đông để hỏi về phiên xử. Còn tòa án thì không bắt máy khi được Reuters gọi để hỏi thăm. Reuters cũng nhắc lại, nhận định mặc dù Việt Nam có cải cách kinh tế lớn lao và gia tăng cởi mở thay đổi xã hội, đảng Cộng sản công quyền vẫn duy trì kiểm duyệt chặt chẽ truyền thông và không dung thứ cho những chỉ trích đối với họ. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế hồi tháng 7 cũng ra thông cáo kêu gọi Việt Nam hãy sửa chữa hồ sơ yếu kém về nhân quyền. Ông Phil Robertson, phó giám đốc ban Á châu của tổ chức này nói rằng, Việt Nam dường như đang thi đua để giành danh hiệu một trong những chính quyền hà khắc nhất châu Á. Chính quyền do Đảng Cộng sản điều khiển đang áp một cách có hệ thống bất kỳ thách thức nào với hoạt động của bộ máy chính quyền và trừng phạt bất kỳ cá nhân hay nhóm nào bị coi là mối nguy với địa vị độc tôn quyền lực của mình báo pháp luật xã hội và tạp chí điện tử sở hữu trí tuệ và sáng tạo